Kính thưa Đức Hồng Y Ivan Diaz, đặc sứ của Đức Thánh Cha Benedicto XVI, Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng và các dân tộc của Tòa Thánh. Kính thưa Ngài Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và chính quyền các cấp của hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị. Kính thưa Quý Đức Tổng Giám mục và Quý Đức Giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam và các Hội đồng Giám mục Anh Em. Kính thưa quý vị bề trên của các hội đồng. Kính thưa quý vị thượng khách. Kính thưa quý vị và anh chị em thân mến. Hôm nay tại linh địa La Vang, trong thời điểm cử hành đại lễ bế mạc năm thánh 2010 của Giáo hội Công giáo Việt Nam, năm kỷ niệm hai sự kiện lịch sử trọng đại 350 năm Tòa Thánh thiết lập, hai địa phận đại diện Tông Tòa Đàng Ngoài và Đàng Trong, 50 năm thành lập hàng giáo phận Công giáo tại Việt Nam, Hội đồng Giám mục Việt Nam cùng với mọi thành phần dân Chúa trên quê hương thân yêu cũng như đang sống ở hải ngoại, xin mặc lấy tâm tình của Mẹ Maria trong kinh tạ ơn để dâng lên Thiên Chúa lời tri ân cảm tạ từ đáy lòng. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đứng cứu độ tôi. Hội đồng Giám mục Việt Nam cảm nhận biết bao hồng ân của Thiên Chúa trong suốt dòng lịch sử của giáo hội mình. Một giáo hội đã được sinh ra và lớn lên từ dòng máu của các chứng nhân đức tin, nguyện tiếp nối truyền thống tuyệt vời của tổ tiên, hân hoan sống tình hiệp thông với đứng kế vị Thánh Tông Đồ Phêrô Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Qua sự hiện diện của vị đặc sứ cả kính Đức Hồng Y Ivan Diaz, Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc cùng phái đoàn Tòa Thánh, và sự hiện diện đầy tình nghĩa của các dòng tu, các tổ chức quốc tế và các phái đoàn Công giáo tại nhiều quốc gia, Hội đồng Giám mục Việt Nam trân trọng sự hiện diện của Ngài Phó Thủ tướng Chính phủ cùng với quý vị đại diện chính quyền các cấp từ trung ương đến địa phương. Xin trân trọng sự hiện diện của các vị đại diện các tôn giáo bạn và tổ chức xã hội tại địa phương. Cử hành năm thánh là dịp giáo hội nhìn lại và lắng nghe bài học lịch sử. Sự xuất hiện của đạo Công giáo tại quê hương Việt Nam, đạo phúc tâm, đạo của yêu thương và phục vụ, không nhằm mục đích nào khác hơn là muốn mang đến cho đất nước và dân tộc Việt Nam sứ điệp tin mừng Thiên Chúa yêu thương và cứu độ con người. Lịch sử dân tộc cho thấy đức bác ái của đạo Công giáo đã gặp gỡ lòng từ bi bao la của Phật giáo, cảm thức tâm linh sâu sắc của đạo giáo, triết lý xã hội thực tiễn của Cộng giáo và lòng mộ đạo bẩm sinh của người dân Việt luôn tôn kính trời Phật, luôn thực hành đạo hiếu để bày tỏ lòng biết ơn đối với các đấng sinh thành cũng như đối với các bậc anh hùng dân tộc. Sự gặp gỡ lịch sử giữa những giá trị tâm linh ấy góp phần làm nên chiều sâu cho nền văn hóa Việt Nam. Lịch sử cho thấy rằng bên cạnh những đóng góp rất đáng trân trọng của các tôn giáo bạn, đạo Công giáo đã
hoa quả văn hóa tốt lành như chữ quốc ngữ, thi ca, thánh ca, giáo dục, kiến trúc công giáo và sự dấn thân nhiệt tình của nhiều thế hệ người Việt Nam công giáo nhằm xây dựng một xã hội công bằng, liên đới và bình đẳng. Những công dân công giáo hôm nay và ngày mai tiếp tục làm cho đạo Phúc Âm sinh nhiều hoa quả tốt lành hơn nữa. Bởi lẽ giáo hội công giáo tại Việt Nam ý thức rất rõ về sứ vụ của mình là loan báo Phúc Âm và làm chứng về Chúa Kitô như nét đặc thù và việc phục vụ cao cả nhất mà mình có thể hiến tặng cho đồng bào và qua đó